Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Ở vòng 24 Premier League, Arsenal đã có chiến thắng tư mừng 4-2 trước Leeds United. Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của chân sút người Gabon, hai sao mai Bukayo Saka và Emile Smith Rowe đều để lại ấn tượng đậm nét về mặt chuyên môn. Chia sẻ với báo giới, cựu danh thủ Tony Adams đã so sánh Emile Smith Rowe với huyền thoại Robert Pires. Smith Rowe đã kiến tạo cho Aubameyang, cậu ấy là một sao mai đầy tài năng, sở hữu đôi chân của Robert Pires. Pires có thể chạy với bóng nhanh hơn khi tôi không có bóng trong chân. Smith Rowe có tài năng kinh ngạc, cậu ấy rất thông minh, biết trước quả bóng sẽ đi về đâu. Adams chia sẻ với Premier League Productions. Smith Rowe và Saka là hai nhân tố của Arsenal ngày hôm nay, cả hai góp công lớn giúp pháo thủ thành London giành chiến thắng. Aubameyang có màn trình diễn thật sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, tôi đánh giá Smith Rowe Saka cao hơn, sự khao khát, nhiệt tình trở thành điểm cộng lớn của họ. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại Premier League năm nay, Aubameyang ghi một hat-trick. Cậu ấy đã có phong độ tốt nhất. Aubameyang tập luyện chăm chỉ sau quãng thời gian vắng mặt vì chuyện gia đình. Thành công của Arsenal phụ thuộc rất lớn vào phong độ, màn trình diễn của cậu ấy. Aubameyang là mảnh ghép lớn trong lối chơi của Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ. Arsenal vừa có chiến thắng 4-2 trước Leeds United tại vòng 24 ngoại hạng Anh. Những người lập công cho The Gunners lần lượt là Aubameyang 3 bàn và Hector Bellerin. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã có được 34 điểm và xếp ở vị trí thứ 10. Trong khi đó, Leeds United đứng vị trí thứ 11 với 32 điểm trong tay và còn một trận chưa đá. Ở trận đấu với Leeds, huấn luyện viên Arteta đã quyết định trao cơ hội đá chính cho tân binh Martin Odegaard, người mới được mượn về từ Real Madrid ở những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dù không để lại quá nhiều dấu ấn, nhưng nhìn chung số 11 đã thi đấu tròn vai, góp công vào thành công của pháo thủ trước đối thủ khó chơi Leeds. Sau trận đấu, cầu thủ người Na Uy đã có những chia sẻ về trận đá chính đầu tiên của mình tại Arsenal. Tôi biết vẫn còn nhiều thứ phải nỗ lực, nhưng tôi nghĩ mình đã phần nào hòa nhập với Arsenal. Tôi cảm thấy rất vui khi trở thành một thành viên của đội bóng. Các đồng đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể từ ngày đầu tiên. Họ hướng dẫn và khuyên nhủ tôi rất nhiều điều. Ngoài ra, huấn luyện viên Arteta cũng tất tình chỉ bảo, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi là một phần của Arsenal. Hậu vệ người Brazil đã được Arsenal gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng vào mùa hè năm ngoái, và nhiều người tin rằng anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải này. Nhưng theo The Independent, huấn luyện viên Mikel Arteta đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của Luis đối với các thành viên trẻ hơn của đội, và muốn cầu thủ này tiếp tục ở lại. Cầu thủ 33 tuổi được coi là một nhân vật tuyệt vời trong phòng thay đồ và vẫn nằm trong kế hoạch của Arteta trên sân mùa này. Mặc dù đôi khi mắc lỗi, như lần ra sân gần đây trước Wolves, Luis là một nguồn kinh nghiệm rất cần thiết. Arsenal không có quá nhiều cầu thủ dè dặn trận mạng ở mùa giải hiện tại, và rõ ràng Arteta không muốn mất Luis trong bối cảnh ngân quỹ để chiêu mộ tân binh đang dần trở nên eo hẹp. Thực tế cho thấy Luis đã có 20 lần ra sân kể từ đầu mùa. Chia sẻ với Luis hồi tháng 12 năm ngoái, Arteta nhận định cậu ấy là một thủ lĩnh. Trong thời điểm này, bạn muốn các cầu thủ nắm quyền làm chủ, chịu trách nhiệm khi họ ra sân, và bạn cần những người lãnh đạo để truyền cảm hứng cho những người khác. Kinh nghiệm của cậu ấy thật sự rất hữu ích. Thời còn dẫn dắt Arsenal, huấn luyện viên Arsene Wenger từng đặt Jamie Vardy vào tầm ngắm. Tuy nhiên sau cùng, nhà cầm quân người Pháp đã không thể chiêu mộ chân sút chủ lực của Leicester City. Mới đây, Wenger đã trả lời phỏng vấn BN Esports. Metro dẫn lời câu trả lời của cựu thuyền trưởng pháo thủ khi được hỏi liệu Vardy có phù hợp với lối chơi của Arsenal thời ông. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn Leicester, nhưng chủ yếu vẫn quanh khu vực vòng cấm địa đối phương. Với khả năng căn chỉnh thời gian chạy chỗ, Vardy sẽ tìm được khoảng trống. Khi xem các tiền đạo lớn, họ di chuyển ngay từ khi những người khác vẫn đứng yên trong vòng cấm. Họ đọc, tiên đoán và thấu hiểu tình huống nhanh hơn những người khác. Vardy sở hữu tố chất tiên đoán và tốc độ tư duy đó. Tôi đã đề nghị Vardy rất nhiều tiền khi ấy. Leicester vừa vô địch Premier League và chủ tịch của Leicester, người không may gặp tai nạn trực thăng sau đó, hoàn toàn không muốn mất Vardy. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.